Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong môn tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Các con thân mến, ở bài học trước chúng mình đã cùng nhau có những kiến thức về phần ao và eo. Tiếp nối chủ đề thể thao, chúng mình sẽ làm quen với những phần khác vô cùng thú vị. Trước hết, các con cùng với cô đến phần khởi động nhé. Quan sát vào màn hình và gọi tên các sự vật có ở đây. Chính xác rồi, trên đây chúng mình có hình ảnh của cây cau và con sếu. Ở tên của các sự vật này, cô và các con sẽ chú ý vào các tiếng cau và sếu. Quan sát sẽ thấy ở tiếng cau âm chữ cờ chúng mình được học. Ở tiếng sứ thì âm chữ sờ đã được học. Bên cạnh đó, cô có hai phần mới đó là eo và yêu kết hợp với hai âm chữ đã học để tạo thành tiếng. Và phần eo, yêu cũng chính là nội dung bài học hôm nay của chúng mình. Trước hết, chúng ta cùng đến với phần nhận diện nhé. Đầu tiên, cô có phần âu là sự kết hợp giữa hai âm chữ a và u trong đó âm chữ a đứng trước âm chữ u đứng sau chúng mình có đây là phần âu được in thường và đây là phần âu viết thường các bạn sẽ đánh bên là a u l l cùng đánh bên và đọc trơn với cô a u Âu Âu Tiếp theo, chúng mình có vần yêu Vần yêu bao gồm hai âm chữ E và U Trong đó, âm chữ E đứng trước, âm chữ U đứng sau Tương tự như vần Âu, vần yêu cũng có Vần yêu in thường và vần yêu viết thường các bạn cùng đánh vần và đọc trơn với cô nhé. E-U-EU Lại một lần nữa nào. E-U-EU Cô có câu hỏi dành cho các bạn. Giữa hai phần EU và EU, mình vừa tìm hiểu thì điểm giống nhau đó là gì? À, chính xác rồi. Giữa hai phần đều xuất hiện âm chữ u đứng cuối vần. Chính vì thế, khi viết hay đọc, chúng mình cần chú ý đặc điểm này để sử dụng cho đúng nhé. Cùng cô thực hiện bài tập sau đây để củng cố kiến thức của mình nào. Phần tiếp theo là nhận diện và đánh vần mô hình tiếng. Với phần kết thúc bằng âm chữ u, cô có tiếng đại diện là cháu. Ở tiếng này, âm chờ đứng trước, vần eo đứng sau. Trên đầu âm chữ A có dấu sắc, chúng mình đánh vân là Chờ, Âu, Châu, Sắc, Cháu. Cháu, cùng cô đánh vân và đọc trơn nhé. Chờ, Âu, Châu, Sắc, Cháu. Cháu. Rất tốt. Ngoài tiếng cháu, cô còn có tiếng khác, đó là tàu. Có thể thấy, chúng mình có âm chữ tờ đứng trước phần eo đứng sau và trên đầu âm chữ E có dấu huyền tương tự như trên cùng cô đánh vần và đọc trơn nhé tờ âu tàu huyền tàu tàu lại một lần nữa nào tờ âu tàu huyền tàu tàu cùng cô thực hiện bài tập sau đây ở bài học này, cô có các từ khóa là bà cháu và đi đều, có phần eo trong tiếng cháu, phần yêu trong tiếng đều. Bây giờ hãy cùng cô đánh vần và đọc trơn các từ khóa này nhé. Bờ A ba huyền bà Bà Chờ âu châu sắc cháu Cháu Bà cháu Đờ y đi Đi đờ eo đeo huyền đều đều đi đều cùng đọc trơn lại với cô nào bà cháu đi đều vậy làm thế nào để viết được các phần và tiếng vừa học hãy cùng cô đi vào phần viết nhé trước hết chúng mình cùng quan sát vào cách viết phần âu Còn đây là cách viết phần yêu Rất đơn giản đúng không nào? Bằng việc luyện viết hai phần trên, chúng mình có thể luyện tập viết những tiếng mình đã học như cháu hay đều vào vở, hoặc là các từ bà cháu đi đều vào vở. Khi viết, cần chú ý chiều cao của các chữ cái như hờ, đờ và cách đặt thanh điệu sao cho đúng nhé. Vậy làm thế nào để gõ được những vần và tiếng mình đã học? Muốn gõ phần L, các bạn cần gõ âm chữ A trước, sau đó là âm chữ U sau. Giữa hai âm chữ này không sử dụng dấu cách. Để tạo nên từ bà cháu, các bạn gõ tiếng bà trước. Tiếng này thì quá đơn giản đúng không? Các bạn đã luyện tập rất nhiều rồi, nên ở đây cô sẽ hướng dẫn các bạn gõ tiếng chấu nhé sau khi gõ tiếng bà và dấu cách chúng mình lần lượt gõ vào chữ cờ và hờ để có chữ chờ sau đó gõ vào phần eo như đã hướng dẫn ở trên cuối cùng gõ vào phím s để hoàn thiện tiếng chấu tiếp theo để có được phần yêu chúng mình cần gõ hai lần phím E và sau đó là phím U. Và để có được từ đi đều, các bạn gõ tiếng đi, sau đó là tiếng đều. Với tiếng đều, trước hết hãy nhấn hai lần vào phím giờ, sau đó gõ vần yêu và cuối cùng là phím F để hoàn thành tiếng đều. Lưu ý giữa hai tiếng này cũng cần có dấu cách nhé. Hãy luyện viết và thực hành thật nhiều để chữ ngày càng đẹp, viết càng nhanh các con nhé. Trong bài học này, cô cũng sẽ mang đến cho chúng mình từ và tiếng có vần eo và eo để các con thấy được xung quanh chúng ta có rất nhiều từ ngữ thú vị. Cùng quan sát vào màn hình, chúng mình có hình ảnh của lâu, lều, đau và cao kêu cùng cô đánh vần và đọc tên của các sự vật có ở đây l e lâu lâu l eu lêu huyền -lêu. lều lều đờ âu đâu đâu cờ ao cao cao k êu kêu huyền kêu cừu cao kêu Cùng đọc trơn một lần nữa với cô nhé. Lâu Lều Đau Cao kêu Các con rất giỏi. Tiếp theo, hãy giúp cô thực hiện bài tập sau đây. Bây giờ, hãy nghe cô giải thích nghĩa của các từ trên để hiểu hơn về chúng nhé. Trước hết là từ lâu. Đây là hành động bạn dùng khăn làm sạch một vật gì đó có thể là lâu mặt, lâu bàn, lâu ghế. Lều là một vật dụng dùng để che nắng, che mưa, để ngủ, thường dành cho những ai đi cắm trại hay du lịch. Đau là một trạng thái cảm giác vô cùng khó chịu trên cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cuối cùng là từ cao kêu, có nghĩa là một người hay một vật nào đó có chiều cao nổi bật và vượt trội ngoài những tiếng này chúng mình còn có rất nhiều tiếng và từ có chứa phần au hay eo ví dụ như số sáu hay là trêu đùa hãy thử cùng bạn bè của mình thi nhau tìm ra những từ tiếng có chứa âm chữ mình đã được học nhé phần tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài đọc ứng dụng trước hết các con hãy lắng nghe cô đọc qua một lần thảo hà và thư đi bộ thảo đi sâu hà và thư quá xa hà kêu thảo đi mau trước hết các bạn hãy giúp cô gạch chân dưới những tiếng có chứa phần mà hôm nay mình đã được học nhé đúng rồi chúng mình có tiếng sâu kêu mau có chứa phần au và yêu mà mình được học. Bây giờ các con sẽ cùng cô đánh vần và đọc trơn các tiếng khó. Đầu tiên là tiếng sau, sờ ao sau sau. Tiếp theo là tiếng kêu, ca yêu kêu kêu. Kế tiếp là tiếng thảo, thờ ao thao hỏi thảo thảo và cuối cùng là tiếng mau m l mau mau những bạn nào còn chưa thể đọc trơn những tiếng từ còn lại thì hãy dừng video lại ít phút để đánh vân còn bây giờ hãy đọc trơn với cô nhé thảo hà và thư đi bộ thảo đi sâu hà và thư quá xa hà kêu thảo đi mau lại một lần nữa nhé thảo hà và thư đi bộ thảo đi sâu hà và thư quá xa hà kêu thảo đi mau để tìm hiểu ý nghĩa của bài đọc hãy giúp cô thực hiện câu hỏi sau đây rất tốt nội dung bài đọc nói về việc ba bạn thảo hà và thư đang đi bộ cùng nhau nhưng thảo lại đi sâu quá xa chính vì vậy mà hà đã kêu thảo đi mau để không bị bỏ lại phần cuối cùng trong bài học của chúng ta là mở rộng các bạn có thể quan sát vào tranh và thấy các bạn nhỏ đang chơi trò nối từ tiếng cuối của từ bạn này sẽ là tiếng đầu tiên của từ bạn sau ví dụ như thi đấu đấu cờ cờ vua nếu em là bạn cuối cùng em sẽ nói từ nào có bắt đầu bằng tiếng vua có thể là vua chúa chẳng hạn đây là một trò chơi vô cùng thú vị ngoài việc giải trí nó còn giúp cho các em biết thêm nhiều từ ngữ mới mẻ hãy thử chơi cùng bạn bè hay bố mẹ những người thân để mở rộng vốn từ ngữ rèn luyện sự nhanh nhẹn của mình nhé bài học của chúng ta đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo